Chào các bạn, Audio Spice là một cái thương hiệu tuy là không quá lâu năm, chỉ khoảng 20 năm trở lại đây thôi, nhưng mà tạo được rất là nhiều tiếng vang bởi những cái thiết bị high-end nhưng mà giá cả rất là cạnh tranh. Nếu như so với những âm ly, những cái thương hiệu châu Âu khác thì Audio Spice nó giá chỉ bằng khoảng nửa tiền thôi, nhưng mà chất âm nó thì lại ngang ngửa với những âm ly khoảng là 100 mấy 200 triệu. Hôm nay mình giới thiệu các bạn một cái con dòng tham chiếu, đó là Reference 3.1, một cái con cao cấp chạy bóng 300p và chạy đến 4 bóng 300p, rất là khủng luôn. Con này thì nó có cái đời chạy bóng KT88 nữa, nhưng mà bóng 300p vẫn là cao cấp hơn. Giá con này xuất xưởng tới 4.500 USD. 4.500 thì nếu tính như bây giờ thì nó cũng phải là 110 mấy triệu á. Đây, đây các bạn hãy xem này, đây Reference 3.1 này, đây các bạn thấy là giá xuất xưởng này 4.590, chúng ta cho là 4.600. Con này thì cũng ra mắt đâu năm 2010 thôi, chứ không phải là quá xa. Thì nó rất là nặng, nó nặng lên đến 31 kg, và nó sở hữu cho mình một cái hệ thống, cái size thiết kế rất là khủng, chiều ngang 45, chiều sâu nó gần 50 á, rất là khủng luôn. Chúng ta nhìn thì qua video thì chắc cũng không cảm nhận được nó to như thế, nhưng mà nhìn ở ngoài thì rất là bề thế. Các bạn nhìn thấy là cái sườn inox của nó rất là đẹp, không có bị hoen rỉ. Những cái cục tăng phô này này nó không có bị mà bong tróc hay gì nha. Giá mình bán thì quá rẻ luôn, chỉ có 34 triệu thôi, so với giá xuất xưởng thì hơn 100. Con này cũng có thời kỳ những cái sản phẩm mà hàng xài lướt ở Việt Nam bán 6 đến 70 triệu, chứ không phải rẻ đâu nha. Và để tìm thấy con thứ hai rất là hiếm. Những cái dòng audio xe bài thấp thì nó có nhiều, nhưng mà cái dòng reference, dòng tham chiếu này thì rất là ít. Bây giờ mình tắt cái máy đi nha, công tắc nguồn đây. Khi chúng ta bật nguồn lên thì chúng ta sẽ đợi khoảng vài giây, khoảng 15 20 giây vậy á, thì cái đèn này nó sẽ là cái kim này nó sẽ nảy lên. À, bây giờ mình thử một đoạn nhạc này. Các bạn có thể chỉnh được cái này nữa này đó. Nếu chúng ta để ở V3 này thì nó cao hơn, nhưng mà nó nhảy ít hơn. V4 này, cái này thì nó về cao nó nhiều nè, còn cái này thì thấp. Trời ơi, tình yêu Cái của kim này nó em nhảy rất là ít nha, mong người gần như là sống không thấy luôn, nên lát nữa mình quay video có thể các bạn sẽ không thấy được nó bởi vậy. Đó. người ơi hãy nhớ Con này có chức năng là một cái power nữa, nếu chúng ta bật lên direct thì chúng ta sẽ kết nối cái rè là cái power. Bây giờ mình quay ra phía sau nha. Ngõ của nó thì nó có cả ngõ phono, ngõ phono, ngõ CD, aux thinner. Đây cái ngõ mà direct in này này thì nó sẽ làm cái power. Đây. Đặc biệt con này thì chế độ đánh 4 ohm, 8 ohm, 16 ohm riêng biệt, điện 230, 240 rất là dễ xài. Quá khủng luôn. Rồi bạn nào có nhu cầu thì liên hệ mình. Bây giờ mình mở ra cho các bạn xem cái bóng. Mở cái lồng này ra này. Cái lồng này nó không vặn ốc gì, rất là dễ mở luôn. Rồi các bạn đợi mình xíu nha. Mình phải vừa quay vừa mở nên nó. Đây mình tắt nguồn lại nha. Đây công tắc nguồn này. Đó. Đó. Bóng của nó sẽ là bóng do hãng làm luôn, Audio Spy for High End Audio này các bạn ha.
4 bóng 300B, 2 bóng 6NX7 và 4 bóng 12A X7 nha. Rất là khổ. Chúng ta nhìn mở ra, chúng ta nhìn cái sườn này nóc này nó còn rất là mới nè. Đó. Mặc dù máy nó hoạt động bóng nó nóng nhưng mà cái sườn này chúng ta rờ nó cũng rất là mát luôn. Cái sườn này thì nó mình nhìn mình có cảm giác nó giống những cái sườn của Maxin Top á, những cái on lên như 12.000 mình vừa trước mình bán á. Nếu như nó bụi bặm thì chỉ lau thôi. Nó có những cái này để chỉnh bias này. Nhìn chung đó một cái con âm ly mà nhìn nó không khác gì những âm ly 200-300 triệu như thế này, thì giá mà mình bán có 34 triệu rất là rẻ. Mặc dù hãng khi xuất xưởng bán lên đến 115 triệu nhưng mà mình bán có 34 triệu thôi, quá rẻ luôn. Nội cái bộ bóng này chúng ta bán thì cũng phải là 10-20 triệu rồi. 4 cái bóng này đã khoảng 12-13 triệu rồi, này hai cái bóng này này nữa thì khoảng 20 triệu tiền bóng rồi, nó khủng rồi nha. Rồi bây giờ mình sẽ đóng nắp lại và mình test nhạc các bạn nghe. Bên mình có bán USB test sẵn nhạc chất lượng cao, loại 128GB là 800.000, còn loại 1000GB là SSD 2.500.000 nha. Một chiều nào bơ vơ trên cát, nhìn em đang ngây thơ xõa tóc hững hờ. Ngày lại ngày tôi hay ra đó tìm kiếm trên cô mỗi riêng người. Những dốc đá em hay đi qua thì tôi đây đi ra chờ sẵn lâu rồi. Bóng dáng đó tôi hay theo sau, chiều nay sao bóng bỏ đi rồi. Giờ một mình lang thang trên cát, lòng tôi như đang nghe biển khóc âm thầm. Rồi tình này như bao cơn sóng, ngày tháng sau đến khóc bên bờ. Những phiên đá trăm năm yêu ai, chờ ai cho hôm nay trời đất hao mòn. Đến những dấu chân hôm nào em đi, chiều nay dấu đã phai rồi. Cho tôi xin cơn sóng trí dô bờ, đừng quay ra khơi cho tình phai bờ vờ. Cho tôi xin cơn gió hãy dô hơi, đại dương trong tim tôi đừng khóc. Cho tôi xin em vẫn đứng bên đời, để cho con tim tôi còn mãi chơi vơi. Cho tôi xin em tóc xóa trong chiều, biển xanh muôn đời đẹp mãi. Lòng tôi như đang nghe biển khóc âm thầm. Rồi tình này như bao cơn sóng, ngày tháng sông đến khóc bên bờ. Những phiên đá trăm năm yêu ai, chờ anh cho hôm nay trời đất hao mòn. Đến những dấu chân hôm nào em đi, chiều nay dấu đã phai rồi. Xin cơn sóng chỉ sâu bờ, đừng quay ra khơi cho tình phai bờ vờ. Cho tôi xin cơn gió hãy dù hơi,
tại dương trong tim tôi đừng khóc. Cho tôi xin em vẫn đứng bên đời, để cho con tim tôi còn mãi chơi vơi. Cho tôi xin em tóc xóa trong chiều, biển xanh muôn đời đẹp mãi. Một chiều nào bơ vơ trên cát, nhìn em đang ngây thơ xõa tóc hững hờ. Ngày lại ngày tôi hay xa đó, tìm kiếm chỉ có mỗi riêng người. Những dốc đá em hay đi qua, thì tôi đây đi ra chờ sẵn lâu rồi. Bóng dáng đó tôi hay theo sau, chiều nay sao bóng bỏ đi rồi. Bóng dáng đó tôi hay theo sau, chiều nay sao bóng bỏ đi rồi. Bóng dáng đó tôi hay theo sau, chiều nay sao bóng bỏ đi rồi. Phải cố quên người, dù con tim ngu si vẫn muốn đợi nhớ anh. Chẳng là biển xanh trời cao, mắt môi thiên thần, chẳng là tất cả nguyên do của niềm đau. Phải cố quên người, dù con tim ngu si vẫn muốn đời nhớ anh. Từng chiều qua buồn tanh, có khi tim luôn hỏi đến người, vẫn trong mong mơ ước nay mai sẽ có anh. Tim ơi mình hãy quên người, phải cố quên người, dù ta đây bao đêm vẫn ôm niềm đau. Chẳng là biển xanh trời cao, môi thiên thần, chẳng là tất cả nguyên do của niềm đau. Hôm qua con tim hỏi ta làm sao u buồn, sao tôi nhớ mong người tình bé nhỏ. Tim ơi ta van xin tim hãy cố quên người, xin cho ngôi ngoài tháng năm mình vắng nhau. Đừng nhớ đến tiếng nói vẫn đang còn vang trong đầu, quên đi đôi môi nhớ xưa môi tìm mối. Quên đi tim ơi hai ta hãy cố quên người, dẫu suốt cuộc đời này ta chẳng khi nào quên. Vẫn chưa quên được, tháng năm vẫn chưa quên được, vẫn còn đợi chờ. Hỡi ôi biết nên bao giờ, vẫn không sao đành, tháng năm vẫn không sao đành. Này hỡi tim ơi mong sao ai ta sẽ quên. Ta đang tìm cách quên người, phải cố quên người, dù ta đây bao đêm vẫn ôm niềm đau. Chẳng là biển xanh trời cao, mắt môi thiên thần, chẳng là tất cả nguyên do của niềm đau. Hôm qua con tim hỏi ta làm sao thôi buồn,
Sao tôi nhớ mong người tình bé nhỏ. Tim ơi ta van xin tim hãy cố quên người. Xin cho nguôi ngoài tháng năm mình vắng nhau. Đừng nhớ đến tiếng nói vẫn đang còn vang trong đầu. Quên đi đôi môi nhớ xưa môi tìm môi. Quên đi tim ơi hai ta hãy cố quên người. Dẫu suốt cuộc đời này ta chẳng khi nào quên. Ôm vẫn chưa quên được. Tháng năm vẫn chưa quên được. Vẫn còn đợi chờ. Hỡi ôi biết đến bao giờ. Vẫn không sao đành. Tháng năm vẫn không sao đành. Này hỡi tim ơi mong sao ai ta sẽ quên. Ta đang tìm cách quên người. Phải cố quên người. Dù con tim ngu si vẫn muốn đời nhớ anh. Từng chiều qua buồn tanh. Có khi tim luôn hỏi đêm này. Vẫn trông mong mơ ước nay mai sẽ có anh. Tim ơi mình hãy quên người. Phải cố quên người. Dù ta đây bao đêm vẫn ôm niềm đau. Chẳng là biển xanh trời cao. Mắt môi thiên thần. Chẳng là tất cả nguyên do của niềm đau. Chẳng là biển xanh trời cao. Mắt môi thiên thần. Chẳng là tất cả nguyên do của niềm đau. Chẳng là biển xanh trời cao. Mắt môi thiên thần. Chẳng là tất cả nguyên do của niềm đau.